Xin chào các bạn. Hiện tại Huy đang có mặt ở tại cái khu dân cư Gia Long Riverside. Nó thuộc địa bàn của ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Cái dự án Gia Long Riverside này hiện tại là đã pháp lý đến giai đoạn 1, đã có sổ đầy đủ và bắt đầu được xây dựng. Thì toàn bộ cái khu công viên của dự án này, cái khuôn viên dự án này nó có tổng quy mô là 6,6 hectare, bao gồm 300 nền nhà phố biệt thự. Nó đa dạng các loại diện tích, bao gồm diện tích 5 x 16, 5 x 17, 5 x 18, 5 x 19 và 6 x 20. 6 x 12,5, 6,6 x 12,5, 7 x 20 và các loại diện tích có biệt thự đơn lập ven sông thì nó có khoảng độ 5 căn. Diện tích của nó là từ 200 cho đến 250 m. Hiện tại là cái dự án này bên chủ đầu tư đang tiến hành làm nốt phần pháp lý còn lại là bờ kè, công viên ven sông. Thì cái dự án khu dân cư Gia Long này nó sở hữu một cái vị trí cực kỳ đắc địa, nằm ngay mặt trên mặt tiền của đường Phạm Bố Lầu nối dài. Đó, nó có 3 mặt giáp sông, một cái rạch sông ống lớn cực kỳ lớn và nó là cái điểm nhấn của dự án này. Toàn bộ cái dọc bờ sông nó dài trải dài trên 1,5 cây số. Và Gia Long Riverside nó là một cái dự án nó có cái điều đặc biệt là nó nổi bật nhất khu vực Nhà Bè, đó là nó có 3 mặt sông và được cái thiết kế xây dựng tự do. Thì ở cái chỗ mình đang đi này, nó là một cái bến du thuyền tương lai. Chủ đầu tư đã đang làm cái phần bờ kè. Đây là một bến du thuyền. Nó là một trong hai cái bến du thuyền ở cái dọc sông ống lớn này. Ở phía bên tay mặt tôi đây là cái đoạn bến du thuyền của một cái dự án khu nghỉ dưỡng ngay bên cạnh đó. Chủ đầu tư có thiết kế thêm rất chi là nhiều những cái chòi dành cho cư dân sau này, những cư dân tương lai về đây có thể là ngồi nghỉ vào buổi sáng buổi chiều, hoặc là tổ chức các cái tiệc bia barbecue ở cuối tuần. Dự án Gia Long Riverside á, thì cái giá ngày khi mà mở bán cách đây 2 năm ấy, giá nó chỉ có dao động khoảng từ 28 cho đến 33 triệu mét. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà hạ tầng đồng bộ điện nước âm, chủ đầu tư đã ra sổ được 50%, thì giá nó đang giao dịch ở cái khoảng từ mức mà 58 cho đến 80 triệu mét vuông. Đó là một cái dự án cực kỳ tiềm năng và nó ngay kế khu đô thị GS Metro City. Đó là một khu đô thị của người Hàn Quốc đang đầu tư, nó cách khoảng độ 600 mét thôi. Thì tương lai gần khu đô thị GS Metro City lên hình thành lên á, thì cái Gia Long Riverside này sẽ được hưởng rất nhiều tiện ích và cộng hưởng của cái dự án khu đô thị. Và bây giờ Huy sẽ cùng các anh chị đến tham quan một cái căn biệt thự nổi bật nhất ở tại dự án, đang được gia chủ xây, đang chuẩn bị cất nóc nha. Thì kia là một cái căn biệt thự, nó là gồm 3 cái lô liền kề là 10 ngang 5 nhân với 23, thì nó là tổng cộng của 3 lô liền kề nó là 15 nhân với 23. Thì gia chủ đã đầu tư cái miếng đất kia là mua cái thời điểm cách đây một năm rưỡi á, cái thời tháng 3 năm 2021 á, lúc ấy chưa có lockdown á. Thì cái giá của 3 cái lô đất kia gia chủ mua tổng cộng là mỗi lô là đi 6 tỷ 3. Thì bây giờ tổng giá trị của 3 cái lô đất kia nó không có giá, không có dưới 30 tỷ. Và cái khu mẫu thiết kế xây dựng của cái khu biệt khu dân cư Gia Long này, nó có một cái ưu điểm là xây dựng tự do, khống chế chiều cao là 13m8. Thì trên kia có một cái căn kia là người ta đang xây một trệt 3 lầu và một tum, thì là đó đủ được đủ chiều cao mà là nước cũng là từ đằng sau 1m thoát hiểm, chiều đường kính 2m và chiều cao tối đa là 13m8. Còn cái căn biệt thự trước mặt đây là căn biệt thự một trệt 1 lầu. Chủ đơn thiết kế là cái tổng chi phí xây dựng của căn này Huy đã tìm hiểu là gia chủ đã bỏ vào đó đầu tư cả tiền nội thất là 8 tỷ rưỡi. Đó, nó là một căn biệt thự 3 phòng ngủ, view sông cực kỳ đẹp, nó đối diện trực diện rõ với sông ông lớn đây. Đằng trước mặt đây là cái khu công viên, là điểm nhấn của dự án mà chủ đầu tư cũng đã rất chi là tâm huyết. Anh ấy chuyển rất nhiều cây xanh mà từ trên Đà Lạt về để là làm đẹp thêm cái vẻ đẹp ở trong cái khu dân cư này. Và anh chủ đầu tư cũng trồng rất nhiều những cái cây kiểng và cây bóng mát để cho tạo cái không gian sống trong lành dành cho những cái cư dân tương lai ở đây. Thì cái giai đoạn 2 của dự án, hiện tại chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt cái phần ven công viên ven sông, hồ bơi và các tiện ích xung quanh để được nghiệm thu nó hạ tầng để tách thửa. Thì cái dự kiến là cái giai đoạn 2 150 nền là cái đoạn cuối bờ sông kia thì sẽ được chủ đầu tư giới thiệu đưa ra thị trường cái quý 4 năm nay. Nếu mà quý vị có nhu cầu quan tâm đến cái dự án để vừa nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư dài hạn thì quý vị cũng có thể là lựa chọn một cái dự án Gia Long Riverside là một cái lựa chọn cực kỳ lý tưởng để quý vị có thể xuống tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây. Thì cái video của Huy xin kết thúc tại đây. Nếu mà quý vị nào có cần cái nhu cầu về tư vấn, tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về dự án thì có thể là liên hệ với Huy hoặc là comment ở dưới phần bình luận. Huy xin cảm ơn nha. Bye bye.